giờ. Hello. Hello. Ủa. Thấy ra nơi mùi. Không thấy ai. Không thấy ai. Xin thôi. Tự nấu tự ăn đó. Tôi biết không? Bét đó không gì, không gì. Cùng binh 3 tháng 2 ngày 6 lúc 6:06 sáng ra mà rồi bây giờ đón khách đầy đủ rồi chưa? Nè đằng sau mấy đứa? Đeo khăn vô. Rồi còn khách này nữa, chút nữa quên mẹ khách này thâu tiền chưa vậy? Rồi bỏ lên đây đi em. Rồi vô tổng giờ tây năm luôn. Bây giờ là 8 giờ rồi, mới tới cổng vào cho tây năm thôi. Thật ra là vừa mới tới giảng bàn thôi. Tiếp tục cuộc hành trình về phía trước. Đó, đổ bộ xuống nè. Rồi xuống. Nguyên đội quân nè, bắt đầu xuống thì tối rồi, vô ăn đi. Bún riêu, bún bí mì, bún bò, bánh canh. Rồi, quá trời. Thầy có bún ống không chị? Dạ. Bún ống không? Dạ. Bún ống không? Dạ. Bún riêu với canh bún này hả? Ok. Rồi. Có hủ tiếu mì, bảo ăn cái gì? Thôi, bảo ăn cho nó uống nước rồi. Có hủ tiếu mì. Bi ăn hết tô à. Bảo ăn cho nó. Phải chưa? Tiếu mì đâu? Tiếu mì nè. Tiếu thanh nữa. Đưa cho Thanh trước đi. Đưa cho Thanh trước đi, Thanh nó có đem tiền. Không ăn hết, đưa cho Vin ăn cho. Đưa Vin ra. Đây, khẩu phần ăn tối đây. Bún riêu chẳng ba. Con lấy gì vậy? Con lấy gì vậy? Miếng ớt vô. Ủa có rau thơm không? Không có rau thơm hả? Ok, về đi, thử rồi. Rau thấy ngon không? Ngon không? Ngon. Nè, hai bốn chả không? Dạ tối. Em sao thấy quằm dữ vậy? Hỏi không trả lời. Cái này là mới được nửa đường rồi đó, làm tô. Hồi tới Gò Dầu cái làm tô tiếp. À, rồi tụi em uống cà phê không? Cà phê. Cái Gò Dầu đó có bán ngồi cà phê ngon lắm. Rồi tiếng gì gọi dâu. Ô giấy xài đẹp quá. Thôi chuẩn bị đi du lịch nữa, dỗ hoài hoài đâu có dỗ ăn hoài vậy. Vậy hả? Về lái xe chở đi phải không? Thôi em chở đi, phải đại mẹ đi. Lái. Kêu ráp đây có ráp. Hello luôn. Ê. Thẳng, lấy thẳng lại. Mém tí nữa là quất cái cửa rồi. Wow. Cái này là cổng hoa phát tài. Ồ, cổng hoa phát tài, tài núi. Ở đây bây giờ là cây phát tài này nó mở bông quá trời đẹp luôn. Ồ, rất là hiếm khi mà cây phát tài này nở bông nè. Một nhánh quá đẹp, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh, năm nhánh, sáu nhánh. Trời ơi, quá đẹp luôn. Nè, đếm nè. Có 6 nhánh nè, 1 nè, qua đây 2 nè, thấy chưa? 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, lọc. Ok. Quá đẹp. Rồi vô. Nói từ đằng đầu là đi ăn đám giỗ. Ở đâu mà đám giỗ ăn hoài? Giỗ nhà ai gì? Ở nhà ngoại con. Nhà ngoại của em gì? Hả? Bando. Đất nước hay là gô? Sao em mua rồi? Mua nó anh dám mua rồi. Mua thùng Ken nè. Rồi hôm nay là sẽ đi ra bầu năng tới nhà của một đại gia bầu năng nè. Thiếu gia ngồi đằng sau nè. Đó. Rồi sáng nay núi Tây Ninh nắng nóng mây ở trời đẹp luôn, rất nhờ cho việc đi du lịch. Đây núi Bà Đen một ngày nắng nhìn trong veo luôn, quá đẹp. Đây tới
bên chỗ Bầu Năng đó là bao nhiêu cây số? Đây lên đó khoảng 5 cây. 5 cây hả? Bao nhiêu tiền hả? Thì một cây 6.500. 12.000. 60 hả? Ok, 60.000. Thiệt không? Tượng bà đen mẹ. Nhìn nhiều xíu vậy cho nó lên nó chứ. Cái đó là cái tượng mới xây hả? Ồ, vậy là nó phải thực hiện một cái đường cáp mới đúng không? Đúng rồi. Đường cáp mới đó bây giờ lên là cáp thứ 3 đúng không? Không, nó có hai tiếng, một tiếng lên đó với một tiếng qua chùa Bà đó. Không, một hồi trước là cái cáp cũ, xong rồi làm cái cáp mới. Bây giờ nó làm thêm một cái đỉnh chùa Bà Đen đó là thêm một cái cáp mới đó đúng không? Hồi xưa là một cái trạm cáp là cáp cũ nó ở phía trong. Ừ. Bây giờ trạm cáp này đó là ngay cổng luôn. À. Bây giờ là cái trạm cáp mới thì cái trạm cáp này nó cũng có hai hướng. Hướng chùa Bà, hướng lên còn đây. Phía trên đó là có khu du lịch, có nhà hàng, khách sạn đâu đó không? Là nó chưa hình thành, nó chỉ có nhà hàng ăn uống, còn khách sạn được thì chưa có hả? Nhưng mà có nhà hàng có. Ồ đúng ra cái dịp nào mình lên chợ đi. Ok, bây giờ đi vô cái chổng Bà Đen đây. Bi lên tới đó rồi đó. Để em hả? Em với anh Bi hôm trước Tết đi về đi ăn đám cưới luôn xong lên đó. Ok, quá đẹp luôn nè. Đó, nếu có dịp ghé lên nó chơi khu du lịch Bà Đen vé 250. À cái đó là của Vincom hay là của thằng nào làm vậy? Cái đó là của thằng gì Vincom á, thằng tập đoàn của bạn này yêu về làm á. Oh. Đó. Đó đã. Ừ đúng rồi. FLC. Wow, FLC thâu tóm Tây Ninh nó trồng hoa trồng đồ, nó làm giống như là trên Bà Nà Hiêu nhưng mà nó không bằng Bà Nà Hiêu. Trời, Bà Nà Hiêu nhìn như là khu châu Âu vậy đó. À, còn đây thì ý là giờ nhưng mà của tập đoàn á, nó về nó làm. Ok, FLC vậy là giữ tương lai nó cũng hình thành những thứ giữ trên đó lắm á. Ừ, vậy là cái lô đất của mình sao, có đường đi vô chưa? Mốt làm du lịch 2.000 m² vô đất mình vô đây nè, chỗ bực kinh đi vô nè. Được hả? Đẹp á. Không? Rồi, đấy rồi. Đến đây luôn đấy. Quyên quá đây. Đến đây luôn đi ha. Đây. Giống như tới quán cà phê không? Không, mà đây là quán cà phê thiệt mà. Đây. Chính là cổng hộ. Wow, đây có một cái mái nhà gỗ quá đẹp luôn. Bên kia máy cày quá trời. Wow. Wow, đây có một cái cây dừa cực kỳ đẹp, xài trái luôn. Đẹp chưa? Wow, đây có một cái cây kiển đẹp quá. Đi cổng đó không? Đi vô đó hả? Wow, một ao sen quá đẹp luôn. Chào bé. Chào tụi bay. Rồi. Không có trần, không biết tụi bay sao tới giờ chưa à? Tới rồi. Trời ơi, làm từ đêm qua đến giờ hả bé? Bé trời luôn. Dạ. Vậy phải kêu mấy đứa này về sớm, hôm qua về khuya quá nó làm ăn gì đâu. Tất cả đêm qua làm ngon. Rồi, đi qua đây rồi. Sao mà tới tối nha. Hello. Là món kim chi, kim cà pháo, dưa cải. Mồi dậu bé chưa? Rồi, cái bếp cực kỳ rộng luôn. Máy này máy gì em? Máy này bánh lọc của anh nhé. Có nghĩa là khử trùng, ion, đồ không, khoáng chất luôn vậy hả? Không, không phải đâu. Cái này chỉ có nghĩa là đồ bình thường thôi. Cái này nó giá nó cũng bình dân, phải 6 triệu. Nhưng mà nó lọc nước thẳng qua cái nước phong tên của mình đó hả? Mà nước gì cũng được luôn hả? Ừ, em đang xài nước chiến. Có nghĩa đổ xong đấy ra đây thành nước cam mà. Ở mua cho anh đi, 6 triệu vậy là ok. Không ơi, 6 triệu hả? Dạ. Chưa về khỏe không? Đỡ hơn bệnh viện chút, dạ, không biết được bao nhiêu ngày. Không, bữa ra thấy cũng mệt mỏi. Dạ. Cũng về cũng trắng đây da ra. Đây là review cái bếp này. Không, bếp đâu? Đây nè, cái này là phòng của phụ nữ ngồi đợi. Đây là bếp 1, đây là bếp ga. Vô đây là
chứa rượu rồi một cái bếp khác dạ, nhỏ hơn củi. Xong phòng này là phòng bếp bếp nấu bếp củi. Wow, ba cái bếp luôn. Nhà tao dạy đó bây giờ bà già chưa bây giờ quá dữ luôn. Ai chơi chị hay quay lên bàn lắm nha, hay quay này là quay dưới bếp này luôn ha. Có ai ta đấy bà ta lốp lốp mà đang phải quay hả? Từ dạ. Ôi là, này là ăn dụng à. Là ngon nhất á là chỉ xuống dưới bếp mà ăn thôi, thấy chưa? Nào heo quay cái này từ nhà mình tự quay luôn hay sao? Không, mua nguyên con cũng đã từ Ninh Sơn á, gần nhà hàng Hiền á. Mắc không? Nãy thì nó quay được 12 ký nữa. 12 ký hả? 3.8 triệu. Nhiều đi anh. Rồi wow, ra chỉ có xuống bếp là mới được thử vậy thôi. Heo Ninh Sơn quay da giòn, ăn thử coi có giòn không. Rồi, ngon quá. Thôi phát hiện ra thấy có cái bếp nữa nè, bánh mì đang nướng nè. Thì cái này là review bếp bếp củi. Để bánh mì đi, nó giòn lắm luôn á, lấy lên đi, nóng rồi, quá nóng rồi. Này nấu là ngu. Đó là ngu heo. Bốc lên đại khách rồi. Ok. Rồi thấy có cái chai nước này. Trà ô long giải nhiệt. A few minutes later. Bây giờ mỗi lần về anh Tư nó về chở như đen mà nó. Rồi đúng rồi, chính xác. Tư nó rồi xin mời. Mời. Dạ. Cái của tao là tao trồng cái quá kiếm ngay nổ. Quay phim lậu hay uống chăm nha. Uống chết mình giờ lên. Đứng uống hết, ngồi uống 50. Thằng nào YouTube ở đây đâu à? Chấm đi rồi. Dạ. Chấm đi đó. Dạ hết luôn hả? Ừ. Quay gì á? Lên Facebook hả? Dạ. Đưa lên mạng. Không tới gì đâu. Quay lắm nhưng chính. Dạ. Đúng là cái bàn này là không phải là bị good đâu, mà cái bàn này là hình như là very good luôn. Bị hấp thụ nhiều quá. Ông nhà đâu á? Nhà bưởi. Dạ mời chú. Rồi rồi anh vô. Giờ bưởi á. Hay uống mà. Tôi có rảnh nào uống tối ngày. Đi tối ngày, đi tối ngày. Ồ hết luôn rồi nha. Ở đây không có uống mà ăn đâu. Ăn ghê luôn. Ăn đó. Tối là ăn bưởi no luôn. Ở qua đường ngày ăn có lần con một. Nhưng mà chú bắt đầu lót cái gì vô chứ hả, cái axit bị bự bào quá bự, có nghĩa là chị hết đi bút nó qua bự quá bự. Cháu bị bút thì vô ăn uống thì không có gì nữa. Từ năm 2008 giờ mà này có trái rồi, đi đám giỗ là người đeo trái à. Ủa bây giờ đứng hay sao, đứng là sao? Thật thà là dọn cả mâm vậy á. Như mọi người có thấy hỏi xong. Rồi xin mời. Cái này dung lượng lớn không? Dạ dung lượng có 64 thôi. Dạ. Tháng ăn nửa tháng là ăn đủ hết. Giờ ăn đầu ô chiều ha, nhậu hết đồ. Biết tự. Mời mấy chị. Ủa không có ly à? Ủa hết luôn rồi hả? Hết trăm cái món ngon ăn sập nè. Đây là cà pháo, cà chua, trăm cái gì đó, bữa cơm, cái bữa cơm ở đây là ăn đồ cơm lắm. Nè, món cơm, cà pháo. Trời ơi, cái này món này bên kia không có. Hỏi cuốn nè. Thôi, cho mình thấy là món chai được mình không có. Mà món mà ăn cơm được nhất món này nè. Có cơm không? Cá phải không? Có cơm. Tối nay có lại sữa chùi dầu chơi uống đi phê chơi. Rồi vô cái anh Tùng ơi. Bữa nào con phong lục ra cái người thầy ở đây. Đơn thầy Tùng. Còn mặt kiếm này thay luôn cho không có gì. Bảy mặt kiếm. Giờ sao anh Tùng? Cái đám bao còn để Tùng. Giờ sao giờ sao? Nó uống sao chứ? Uống hết luôn hả? Mặt kiếm hơi có tiền. Đứng là uống hết. Ngồi là uống 50.
Còn con ghê á. Cà đô. Single. Thì 50 dưới á. Trời ơi, ông này không có suy nghĩ lại. Cái nào có. Bây giờ lắc cái chạy tiếp. Đưa ra lắc cái chạy tiếp vậy. Có gì đưa tụng làm cho. Xin cô chặt góc. Vô cái mặt tụng mới lái. Không, hết điện. Thôi bây giờ anh em sau một hồi say xỉn mệt à, đòi lái xe nó không cho lái xe luôn, nhưng mà nó an toàn chất lượng cao, không được lái xe, xỉn không được lái xe, nhưng mà ở đây ai cũng xỉn hết à. Đây có thằng không thôi về về mày à, ai nhưng mà về xe thì không có ai hết luôn. Rồi về lại Ninh Sơn. Ai à, kháng vậy. Đang đi trên đường ưu tiên nha. Đường mình đi à. À đi ăn kháng nè. Đây đó con đã ôm đi kháng nữa này nha. Sáng đề, sáng miền quê. Ở đây hủ tiếu này. Ngon không? Ngon không? Hủ tiếu có gan chả thịt hả? Bầm luôn hả? Viên. Viên bự dữ hả? Thịt bầm. Này 15.000 tô. 15 hay 12 ngàn? 15. Không. 15 đâu, không phải. Đáng trúng luôn hả? Rồi, này uống rượu nè. Ồ, dữ dàng không? Nhìn quá đã luôn. Này ăn sáng. Dùng quê. Hãy khỏi cửa thịt. 45 ngàn thôi. Mỗi ngàn hồi gọi ra phải không? Xem coi. Ở Sài Gòn thì để mà ăn uống đông á, mỗi cho ăn mì với mì xéo á, ồ gì nè, bự quá trời luôn. Bữa ba bố con rồi vô ăn, rồi ăn không được, ăn không ngon. Cái mít rau thơm cái gì? Miếng mắm ngon. Đúng rồi, với lại nó có mềm, nó phải mềm. Ăn dim sum á, rồi xuống lại vô không có. Với lại cái nước của nó không phải là nước ngọt, nước của nó giống nước lạnh, bán 40 phải. Bán cái gì quê thì ta ăn, bán bún thì ta ăn, thấy là ăn ngon chứ. Không, bữa rau thơm rồi. Thì trong là ghé uống nước ngọt cà phê vậy đó. Cái miếng nước uống ngọt miếng trà. Ủa có măng nữa. Có mực nữa. Mà thường thường giết nào chỉ mới giết mực. Bún riêu ở đây nó không có màu. Mà nó ngon không? Được, được, được. Nghe nó gì hay rồi. Chế bún riêu nhướng tô 15 ngàn. 15 ngàn là được tặng một cái dĩa rau sống nè. À, một cái tô mà có mấy nước thịt. Giới thiệu. Ớt là giờ tặng nguyên dĩa luôn á. Ăn thoải mái. Ăn không có tính tiền thêm, ăn nhiều ăn. As much as you can. Ăn xong được đem về nữa. Hừ, đây là hủ tiếu. Cũng 15 ngàn luôn. Ăn hết thịt rồi. Rồi đi dùng trái cây nha. Mày nó sạch sẽ nè. Không còn. Đây tiền đây. Đây tiền đây. Đúng 45 luôn hả? Đúng khỏi thôi. Ăn sáng rồi còn ăn uống gì nữa? À, không đủ hả? Bán gì vậy con? Xôi, xôi ngọt, xôi mặn. Ồ, xôi ngọt. Muốn ăn xôi mặn. Xôi mặn, xôi bắp. Không, không, em mua dưới đây đủ rồi chị. Nè. Dạ thôi rồi con, tại vì thấy đây có đủ rồi. Trời, tụi nó bu vô là hết á. Rồi. Còn pin nhé. Hồi xưa rồi nhớ còn cái cọng dừa đó ha. Cái cọng dừa để ăn cái xôi bắp này nè. Cái cuốn dừa đó. À, cái cuốn dừa làm cái muỗng. Ừ, ăn xôi bắp luôn đó không? Ừ. À, bằng cái lá ấy mà lá bằng dưới ấy mà bằng tao cắt không có ít chứ ăn xôi ăn bắp gì giờ nữa rồi. One hour later. Ba lên đây ngồi cho mát. Ờ. Tại du lịch. VIP đón khách VIP. Đâu? Đi cần chính vậy. Mai quá lộ. Hello. Lại đi một vòng nữa đây. Đất lạc xưởng. Bây giờ không, giống mai quá lộ. Đi siêu thị với lại uống
Bây giờ dắt ông ngoại vô trong siêu thị thì ông ngoại đụng cái gì lấy cái đó, nhưng mà tuyệt đối là không được đụng người. Tại vì đụng người là tin người về mệt lắm. Chị số đi. Đi chơi nè, mới ăn cơm. Rồi lấy hết tờ đó đi, 10 tờ. Lấy 5 thôi. Lấy đại đi nha. Lấy súng rồi đưa đây tao. Rồi không chín. Thì gì đừng có đi làm nấu bếp nữa, lúc nào cũng không chín, không chín, không chín thì sao ăn. Dạ. Đây bỏ chị Hạnh, bỏ chị Hai, bán cái chưa. Một đêm về ăn tao cũng thuộc tao lên mua mình tao trong hộp nhỏ thôi. Mua trẻ giờ chay. Ủa trẻ giờ chay hả? Chính ngủ nghỉ cái này rồi thôi về thôi. A few minutes later. Vừa là đã không, vừa xem bự to giỏng luôn rồi, quý một cái vườn chút luôn, quá đẹp quá mát. Hello ạ. Tìm một quán cà phê quán Ba Hồng á. Buồn tre, uống này buồn có anh Đại thu đưa uống bây giờ. Chưa hề chờ cá chép giò. Chưa hề chờ cá chép giò. Này tôi mua muối, nó dặn mua 2 cái muối với hành. Tôi mở lên chợ nè, chợ nè. Gì có ăn cá chép giò nào gì? Cá chép mà chiên giòn á hả? Không, cá chép mà nấu mà cái thịt của nó về dai nó sụp sụp giòn giòn. Cá chép giòn. Cái này chép giòn là cái gì? Tí tí rồi. Không biết hả? Không, chứ nó mua ở đâu? Cái này là ủi lít tông cam hả? Trà lít tông, đây là trà lít tông. Ví dụ như mình gọi một trà lít tông một pha thì người ta sẽ đem ra hũ đường. Cái trà được pha sẵn với lại cái gì trong đây ta? Cái xí muội, canh nè đó. Này là bịch trà lít tông nha, thương hiệu lít tông. Rồi ở bên trong này nó sẽ có một cái táo tàu. Táo tàu. Táo tàu. Cái này là một vài sâm gì? Sâm mới uống vô. Vô bổ. Cái này nè, cho ta nặng cho luôn cho khỏi dính tay. Cái này gì biết. Cái bụi tắc. Đó, để trộn trộn. Dạ, phát. Một nạo, à. Nạo rồi bỏ vô mồm. Nè, cái này vô đây, quậy coi cái quậy cái đó đi. Bỏ vô đó quậy. Đi quậy đi. Anh đem, anh ngâm rồi anh bán như đồng hồng. Đổ anh bán rồi đấy. Cái cành ai gì mà nó đông. Rồi cam. Rồi có một quả táo đỏ nữa. Cuối cùng là giống như là chè đúng không? Chế món này ra vị cũng giống chè không? Không, ngon hết, mà thử đi. Giống như nước trái cây á, trái cây thật đậm á. Ê, cà phê Vườn Trúc. Thôi, cà phê cà pháo rồi về thôi. Cửa xuống.